Bệnh tuyến giáp có phải kiêng đậu nành không bác sĩ Tuấn ơi? Đây là câu hỏi mà nói thật là bác sĩ Tuấn đã trả lời tí tí lần rồi nha Nếu ai chưa được nghe thì hãy xem kỹ video này nhá Đậu nành đã là một thực phẩm chủ yếu trong chế độ ăn uống ở các nước Đông và Nam Á từ nhiều thế kỷ qua và nó đã trở thành trở nên phổ biến ở các nước phương tây do những cái lợi ích sức khỏe được đề xuất à, bao gồm là à, bảo vệ cơ thể chống loãng xương, à, các bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến. Hai thành phần chính của đậu nành mang lại những cái lợi ích sức khỏe đó là à, protein và isoflavon đậu nành. À, người ta tin rằng isoflavon thì có trong đậu nành là cái hợp chất hoạt động chính tạo ra tác dụng cả nội tiết tố và phi nội tiết tố. Isoflavon là một phân lớp của flavonoid, các hợp chất từ thực vật một phổ biến ấy. chúng thường tồn tại trong thực phẩm dưới dạng không hoạt động sinh học. Chẳng hạn như là genistein và daizin có trong đậu nành dưới dạng là glycosid. Các glycosid này thì có thể bị thủy phân và phá bỏ liên kết bởi các Uh, beta glycosidase do vi khuẩn đường ruột tổng hợp để tạo thành các isoflavone aglycone. Lúc này thì nó sẽ có hoạt tính sinh học, chẳng hạn như là genistein và daidzein. À, sự quan tâm của cộng đồng đến lợi ích sức khỏe của isoflavone đậu nành đã dẫn tới uh, sự phát triển của các chất bổ sung isoflavone và tăng cường các thực phẩm có isoflavone. À, tuy nhiên, thì có một số lo ngại rằng đậu nành có thể tác động tiêu cực tới chức năng tuyến giáp và làm thay đổi nồng độ học môn tuyến giáp. Người ta cho rằng isoflavone ức chế hoạt động của men peroxidase tuyến giáp, à, một loại enzyme liên quan tới quá trình tổng hợp hormone à, tuyến giáp là T3 và T4 ở trong phòng thí nghiệm cũng như là ở trên chuột. À, một số nghiên cứu trước đây ý, thì cho thấy rằng là tiêu thụ đậu nành thì có liên quan tới các rối loạn tuyến giáp như là suy giáp, bướu cổ, bệnh tuyến giáp tự miễn. Cơ quan an toàn thực phẩm Châu Âu đã liệt kê đậu nành là thực phẩm có ảnh hưởng tới chức năng tuyến giáp. Tuy nhiên, năm 2015, sau khi mà có thêm các bằng chứng khoa học lớn hơn, thì cơ quan này đã kết luận lại rằng đậu nành không có liên quan tới ảnh hưởng chức năng tuyến giáp nhé. Để đánh giá một cách chính xác và khách quan hơn mối liên hệ giữa việc tiêu thụ đậu nành hoặc là các chế phẩm từ đậu nành với cái sự thay đổi chức năng của tuyến giáp, thì năm 2019 một cái nghiên cứu tổng hợp tổng quan và phân tích gộp rất là lớn đã thực hiện ở trên uh, các mẫu thử nghiệm ngẫu nhiên uh, nó có đối chứng này uh, nó coi đậu nành như một cái biện pháp can thiệp để đánh giá về hóc môn uh, T3, T4 và TSH sau khi phân tích các kết quả thì cái kết luận của nghiên cứu đó là bổ sung đậu nành không ảnh hưởng tới sự thay đổi nồng độ hóc môn tuyến giáp nó chỉ làm tăng cái TSH ở mức rất khiêm tốn và không thực sự rõ ràng cái bài báo này ý, đã được đăng ở trên tạp chí Nature danh tiếng, nó là một cái cơ sở khoa học rõ ràng và kết luận cho thấy đậu nành không ảnh hưởng đáng kể nào tới cái chức năng tuyến giáp cả. Đậu nành có thể được sử dụng một cách bình thường. Do đó chúng ta nên có một cái chế độ ăn uống cân đối và đa dạng nhé. Trên đây là một số thông tin để người bệnh và gia đình nắm được. Nếu cần tư vấn chi tiết hơn về bệnh lý tuyến giáp, vui lòng liên hệ với bác sĩ Tuấn thông qua fanpage hoặc là tham gia vào nhóm đồng hành cùng với bệnh nhân ung thư tuyến giáp và bệnh lý tuyến giáp của bác sĩ Tuấn ở trên Facebook. À, link nhóm thì bác sĩ Tuấn đã để trong phần mô tả bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.